kính chào tất cả anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ ba sau chủ nhật thứ nhất mùa chay. Xin mời anh chị em lắng nghe lời Chúa, đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt trước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này đại cha chúng con là đấng ngự trên trời xin làm cho danh thánh cha vinh hiển triều đại cha mau đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ thật vậy nếu anh em tha lỗi cho người ta thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta thì cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em đó là lời chúa anh chị em thân mến hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với chúng ta về việc cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Có lẽ chúng ta cũng đã nghe định nghĩa được hướng dẫn dạy dỗ rất nhiều và chúng ta cũng đã cầu nguyện. Nhưng ở đây Chúa Giêsu cũng nhắc nhở đừng cầu nguyện lải nhải, nghĩa là cứ nói đi nói lại, cứ tưởng rằng đọc theo cái kiểu mà tụng niệm đó, đọc cho nhiều mà thì rồi sẽ được ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rằng đừng đừng làm như vậy và cũng đừng nói nhiều để Thiên Chúa nghe và biết được ở đây cũng là một cái điểm mà chúng ta tưởng là cầu nguyện là là thông tin cho Chúa biết về những gì mình cần có một người trong một dịp người đó người ngoại giáo hỏi tôi tại sao người công giáo lại cầu nguyện xin chúa cho của ăn đấy của ăn có đây rồi còn cầu nguyện cái gì nữa có lẽ người ta nghĩ rằng cầu nguyện là thông tin cho chúa biết rằng con đang cần của ăn bây giờ xin cho chúng con của ăn không chúng ta không thông tin cho chúa chúa biết hết rồi vậy thì cầu nguyện là diễn tả rằng chúng ta cần chúa ngay cả khi chú ban của ăn cho chúng ta Chúng ta biết cũng cũng là của ăn Mà chú ban Có nghĩa là chúng ta nhìn nhận chúng ta Không thể tự lo cho mình được Mà chúng ta cần chúa Và ở đây chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu dạy một cái kinh Có thể nói là một cái kinh vô cùng Cao trọng Vô cùng lớn lao Kinh lạy cha có lẽ những cái lời cầu nguyện trong kinh lệ cha sẽ làm cho chúng ta hơi ngạc nhiên cầu nguyện cái gì chúng con xin làm cho danh cha vinh hiển tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện với cha xin cha làm cho danh cha vinh hiển khi điều đó cha làm chúng ta có cần phải xin không xin cho triều đại cha mau đến chính thiên chúa thực hiện điều đó mà chúng ta lại còn phải xin chúa để chúa thực hiện cái việc của ngài sao ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời đấy là những lời cầu xin mà chúng ta tưởng rằng chúng ta xin để thiên chúa làm mà chúng ta không xin chúa không làm ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta nói những lời đó là chúng ta đi vào trong lòng của thiên chúa đây là một điều có thể nói là một cái điều vô cùng giá trị và đặc biệt đó là Chúa cho chúng ta biết Chúa Giêsu cho chúng ta biết Thiên Chúa muốn gì. Thiên Chúa có cái quan tâm hay ưu tư gì? Thiên Chúa muốn cho danh Chúa được vinh hiển. Triều đại Chúa ngự trị và ý của Chúa được thể hiện. Đấy là điều Chúa muốn đấy và chúng ta cũng phải muốn điều Chúa muốn. Không phải là chúng ta chỉ nói với Chúa những điều chúng ta muốn mà chúng ta nói với Chúa những điều Chúa muốn, có nghĩa là chúng ta đi vào trong cung lòng của Thiên Chúa để hiểu Thiên Chúa muốn gì và chúng ta cũng muốn điều Thiên Chúa muốn. Đây là một cái cái, cái điểm đặc biệt trong việc cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là kéo Chúa xuống làm việc của ta Nhiều khi chúng ta cầu nguyện cứ xin Chúa cái này, cái này, cái này Có nghĩa là chúng ta kéo Chúa xuống hay làm việc của ta Nhưng ở đây nâng ta lên để cảm nhận, sống và ước muốn những gì Chúa muốn Có như vậy chúng ta mới đi vào trong Thiên Chúa được Mới, mới hiệp nhất, hiệp thông với Thiên Chúa được Cho nên cầu nguyện không phải là kéo Chúa xuống mà nâng chúng ta lên để chúng ta có thể đi vào trong những ước muốn của Thiên Chúa những điều Thiên Chúa đang chờ đợi. Và điều thứ hai, chúng ta cũng thấy lời cầu nguyện hôm nay. Xin cho lương thực là những cái mà chúng ta biết chúng ta lệ thuộc Thiên Chúa. Xin cho chúng con, xin tha cho chúng con, tha tội cho chúng con. Chúng ta xin Chúa tha tội, chúng ta không thể tự tha thứ được. Đây là một cái điều mà con người ngày hôm nay rơi vào cái tình trạng tìm cách tự tha thứ cho mình. Chúng ta không tha thứ cho chúng ta được đâu nếu chúng ta có xúc phạm làm làm điều sai trái là xúc phạm đến thiên chúa mà chúng ta tự tha cho mình không tha được vì vậy cho nên rất nhiều người tìm cách tha cho mình không tha được thì đi vào trong bế tắc và lúc đó người ta cảm thấy mình không chấp nhận được chính mình và không chịu được được chính mình và cuối cùng đi vào trong tình trạng bị tâm bệnh hay là đi vào trong tình trạng điên loạn hoặc là cuối cùng người ta tự sát bởi vì người ta tưởng rằng mình có quyền tha thứ cho chính mình không con người không thể tự tha thứ cho chính mình được đâu Hãy phải tìm đến ơn tha thứ của Thiên Chúa Và tin mừng ngày hôm nay Khi dạy kinh đại cha chúng ta thấy Chúa Giêsu còn nhấn mạnh điều này Anh em tha lỗi cho người ta Xin tha cho chúng con Như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con Đây là một cái điểm mà có lẽ trong mùa chay này chúng ta nhấn mạnh Đến sự tha thứ chúng ta xin chúa tha thứ điều đó tốt nhưng chúng ta có sống ơn tha thứ hay không xin chúa tha thứ cho mình còn mình có tha thứ cho người khác không nhiều khi chúng ta không làm chúng ta có thể xin chúa cho nên nhiều khi chúng ta xưng tội xong mà lòng chúng ta vẫn còn thù ghét oán giận người khác thì liệu cái ơn tha thứ của chúa nó có phát huy được tác dụng của nó không Hôm nay chúng ta suy nghĩ về điều này. Nếu chúng ta xin Chúa thứ tha thì chính chúng ta cũng phải biết tha thứ cho anh chị em của mình. Và nếu chúng ta không tha thứ cho anh chị em của mình thì chúng ta cũng không, không được Thiên Chúa thứ tha đâu. Chúa Giêsu nói rõ, thật vậy nếu anh em tha lỗi cho người ta thì cha anh em trên trời sẽ tha thứ cho anh em, nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta thì cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đấy là một cái khẳng định rất là mạnh mẽ và chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta cần phải duyệt xét lại, nhất là trong mùa chay này. Mùa chay là mùa sám hối, mà chúng ta sám hối ở đâu? Sám hối trong cái việc chúng ta xử sự với anh chị em của mình, trong việc thứ tha. Chúa tha thứ cho chúng ta, tội nào Chúa cũng tha thứ nếu chúng ta cũng thật lòng tha thứ cho anh chị em của mình chúng xin Chúa cho chúng ta sống tâm tình của mùa chay trong cái khát khao được tha thứ và biết thứ tha cho người khác để rồi chúng ta hưởng được trọn vẹn ơn huệ dồi dào của lòng thương xót đó là được Chúa thứ tha và được giải thoát khỏi tội để rồi chúng ta tha thứ cho anh chị em của mình thì mình còn đem cả lòng thương xót của Chúa đến với người khác nữa xin Chúa cho chúng ta sống mùa chay với cái tâm tình và biết thứ tha cho mọi người amen